Bây giờ đấy. Tỉa mãi làm sao mà không phải dùng cái tỉa gì cả, không hề dùng cái kéo gì cả. Làm sao vậy? Tỉa là hỏng hết tóc luôn, tỉa là sơ hết tóc. Người thì dùng da tem, người thì dùng kéo tỉa. Tóc này mỏng, vừa dày vừa đủ, không cần phải tỉa. Cua cao đây này, cua quá, cua nhân cua, cua đinh đỏ
ơi. Tôi sẽ làm canh chua mẹ ta hết để trả nhé. Rồi nào. Công việc đó tính là bỏ mẹ ở đâu làm nữ thành ỉ người đấy. Trẻ phải đi vào công việc làm thì không có thành kế đâu. Làm rồi như thế ấy. Mẹ ơi, đang đi bỏ mẹ thì của các bạn nào cởi mũ cho mẹ. Dạ. Tám tiếng ngồi hay là 12 tiếng ngồi? Rồi. Cảm ơn được. Gọi là vui tuổi già người ta làm, người ta gọi là cái tính cách người ta về vào cái chỗ lăng động, chỗ khu công nghiệp nhất có người lọ người kia. Đấy các em ơi, giao lưu vào cái chỗ đấy thì ngay nhận diện đi bác sĩ nên bạn cho Linh bảo là sẽ khám tổng quát cho tất cả những chỗ khu đấy các em ạ. Và lúc đó thì chị sẽ giúp bạn Linh khám cho từng chỗ khu một nhé. Là bạn Linh ơi, bây giờ bác sĩ sẽ khám từng chỗ khu một nhé. Đây chỗ khu này. Làm đi thôi, là có thể là thuê địa điểm ở ngay chỗ khu công nghiệp đấy. Hay quá rồi. Một chút. Rồi em sợ em không làm rồi. Khi làm đi làm được thì có thể là anh cứ kích mở một cái nơi nữa mà không có người làm thôi. Làm thuê được khu công nghiệp còn đông người chủ nhá. Vâng, đông. Mai phải làm cái thứ tư luôn. Thêm điểm đấy chỉ để làm thôi. Cứ bảo sợ em không làm được thì cho may còn một tay quen đầu tiên nhìn thấy ai thấy gì đó. Kiểu cái tâm lý đấy nên là ông này cũng chậm bảo vệ vậy nó không làm đâu, là cái tóc nó không làm đâu, còn cái tóc thì nó làm thì... thích cười. Cho cô uống thuốc này nào, bạn cô tự uống thuốc nào đây, cô tự uống gì, cầm lấy uống nào.
hôm ấy nó ra đây 3 hôm để tập ấy chứ. Rồi cắt tóc lang. Thế là em lấy xong hết bảo hiểm và em nghỉ đấy. Chuyển nghề đi tụi. Bác cắt tóc sao nhỉ? Đẹp chứ? Bác cắt đẹp hay trâu? Chưa có thương hiệu. Nếu để có thương hiệu là nó phải có cái sự PR quảng cáo. Mất bao tiền rồi cái khoản đấy. Đấy. Chưa biết là làm tốt hay không nhưng mà nó PR tốt đã. Thì mới dám. Bao nhiêu tiền mất rồi khoản đấy. Sẵn sàng nó bỏ ra chỉ để quảng cáo thôi. Bác sĩ đã khám và chữa bệnh xong cho tất cả những chú cua này rồi. Và bây giờ bác sĩ sẽ quay lại tháo băng bó cho bạn cua này nhé. Bạn cua này đau chân và lại nghỉ thế. Cắt cua cầm kim.
bây giờ bác sĩ sẽ tháo một triệu trong khi đó đóng được 3 tháng hay tháng 1 thì mình đặt tạm đóng là 3 tháng thôi. Ví dụ mà làm 1 tháng thì nó chưa quen, 3 tháng mình làm bây giờ nó đóng nguyên nửa năm đến 1 năm thì chết. Thôi bao nhiêu là bao nhiêu, 1 năm là 130 thôi, chẳng bao 10 tháng là 101. Với lại 2 tháng nữa là 132 triệu 133 triệu. 133 triệu đây là 133 triệu. Máu nhỉ? Đây gọi là liều ăn nhiều ấy. Mà 1 năm cho đi nhanh lắm. Anh biết đã nhanh làm cái hết nhanh rồi. Làm cái hết 100 triệu rồi. Phải nhiều tháng cuối tháng này. Vâng. Cứ cho làm được, nếu mà làm hòa thì đúng là cũng là chết rồi. Coi như mình cày để nuôi chủ nhà rồi. Đấy, và làm được hòa đi chủ nhà. Hay là kể cả là thôi rồi, một tháng. Đều màu không quân. Dạ. Đều màu. Đều màu đẹp luôn. Cái này đều. À, còn đấy là hơi tí. Đấy hơi thật tí. Rồi, chúng ta gọi, mình đánh lắm á. Đánh sáng nó vào. Một năm để 50 triệu đi. Không, không đẹp gì. Cả lại không đến tôi lấy tiền đâu. Thế. Yeah.
Vâng, chào cô. Con ngoan không? Ngoan. Thảo đang học đâu cô? Chết rồi, chết rồi. Tôi chịu khó đi làm. Ngon Yeah.